Đây là phóng viên Lala Muni. Yeah. Vâng, đây là Muni. Xin chào các bạn, mình là Đỗ Quỳnh Nga. Mình vừa ngồi trong xe bạn Sơn. Mình cảm thấy mình rất là tội lỗi. Mình đã đề nghị bạn để cho mình lên trời cho bạn này. Thôi, đã cách bạn này khoảng tầm 5 mét. Mình đã tự nhảy xuống. Mình nói xong. Nhưng mà thì hôm nay bạn Nga búi tóc. Thế bạn Sơn thế nên bạn Sơn cảm thấy rất hạnh phúc mà không gặp mình bạn nào. Các bạn có thể thấy đây là xe của Sơn sau cuộc tán tinh vừa rồi. Yeah, look at this. Bạn là tại sao bạn lấy cái tên Lala Muni không? Có phải là Lala ở trong tổ lớp Rùa không? Đúng rồi. Xin chào. Tôi không phải là thành viên của nhóm trả tác phẩm học kỳ 2. Mà tôi vẫn đi. Mà dù tí nữa có phải về sớm nữa. Nhưng mà vẫn cố gắng đi. Bạn... Tôi cũng không phải thành viên nhưng tôi vẫn phải đi. Bạn giống con idol rồi đấy bạn ạ. Hôm nọ là cũng lăng xăng đi Đào Hải đấy. Trong kia có cỏ không? Đó. Bạn không nhìn thấy ảnh nữa. Bạn không nhìn thấy ảnh nữa chụp hai đứa hả? Không. Chúng tôi đang ở trên một con thuyền và nó đang khá là xốc xách. Mình thôi, bắt nữa đi, dừng ở đây làm gì. Chúng tôi đang ở trên một con thuyền và nó rất là xốc. Em on được rồi. Con tưởng của bạn thế nào? Ai kìa? Mình chỉ giả vờ thôi, thực ra mình chẳng sợ gì cả. Anh nào kìa? Anh Đông của... À, anh Đông! Đây là AM. AM bảo rất mệt nhưng AM tỏ ra bị cool. Sơn. Sơn. Chưa xa. Mặc dù vẫn mệt nhưng vẫn chưa xa. Đã 2 phút rồi, vì thế chúng tôi sẽ tạm thời dừng phóng sự tại đây. Stay tuned, bitch.